Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thị trường Nông sản. Thưa quý vị, theo dữ liệu được cung cấp bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hàng năm thì lượng phụ phẩm trong nông nghiệp thải ra môi trường ở Việt Nam đạt gần 160 triệu tấn. Với sự chuyển mình của cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với những yêu cầu thách thức của việc phát triển kinh tế xã hội song hành với bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, đặt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Chính phủ đã ban hành nhiều những giải pháp để thúc đẩy tiềm năng sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững. Trong đó thì việc tăng cường tái chế sử dụng phụ phẩm nông nghiệp được đặt lên làm ưu tiên hàng đầu. Thực hiện mục tiêu này, tại Việt Nam hiện đã có nhiều những doanh nghiệp sử dụng phụ phẩm trong nông nghiệp để tái chế, sản xuất thành thức ăn chăn nuôi hay là phân bón, tăng giá trị kinh tế. Đây cũng là nội dung chính của chương trình Thị trường Nông sản ngày hôm nay. Và trước khi đến với nội dung này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi một số các thông tin về xuất khẩu nông sản đáng chú ý. Thưa quý vị, kết thúc quý 1 năm 2024, xuất khẩu nông sản của Việt Nam đã đạt được những kết quả khả quan. Trong đó thì nổi bật nhất vẫn là xuất khẩu mặt hàng rau quả tiếp tục có những dấu ấn ấn tượng khi mà kim ngạch xuất khẩu trong quý 1 đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ. Ngoài những mặt hàng rau quả xuất khẩu truyền thống thì năm 2024, ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh xúc tiến mở cửa nhiều những mặt hàng tiềm năng như là sầu riêng đông lạnh, dừa tươi hay là xoài keo. Số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, lũy kế quý 1 năm 2024, mặt hàng rau quả đạt kim ngạch xuất khẩu gần 1,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó sầu riêng, thanh long, nhãn tiếp tục là các mặt hàng đóng góp lớn trong xuất khẩu nông sản và trái cây. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu nhiều rau quả Việt với sản lượng tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, Thái Lan, Đức ghi nhận lượng nhập khẩu tăng đột biến trên 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, người tiêu dùng Thái gần đây chuyển từ ưa thích trái cây vị ngọt đậm sang loại ít ngọt, tốt cho sức khỏe, nên trái cây Việt có lợi thế. Bên cạnh đó, xuất khẩu nông sản khởi sắc từ tháng 3 khi nhu cầu các nước tăng trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hiệp hội này dự báo quý 2, thời điểm nhiều loại trái cây nhiệt đới vào vụ, xuất khẩu mặt hàng này sẽ tăng cao hơn nữa. Để đa dạng mặt hàng rau quả xuất khẩu cũng như gia tăng giá trị cho rau quả Việt, Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tăng cường kết nối xúc tiến để trái dừa tươi và sầu riêng đông lạnh chinh phục thị trường tỷ dân Trung Quốc. Để chuẩn bị ký nghị định thư xuất chính ngạch dừa sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc, các địa phương cần rà soát vùng trồng, cơ sở chế biến. Việc này nhằm đẩy nhanh quá trình mở cửa thị trường cho trái dừa tươi và sầu riêng đông lạnh vào thị trường tỷ dân. Theo đó, Cục đề nghị các địa phương hướng dẫn người trồng có nhu cầu đăng ký vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi và sầu riêng đông lạnh xuất khẩu. Các cơ sở đóng gói dừa tươi và sầu riêng đông lạnh cần được kiểm tra đánh giá các yêu cầu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, quy trình đóng gói và truy xuất nguồn gốc của nước nhập khẩu. Tại tỉnh An Giang, mới đây, ngành nông nghiệp đã đưa trái xoài keo An Phú xuất sang thị trường Hàn Quốc sau hơn 10 năm nỗ lực đàm phán. Lô xoài xuất khẩu đợt này là 18 tấn xoài keo sang thị trường Hàn Quốc đã được Hợp tác xã Nông nghiệp Long Bình ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ với công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phát Fruits. Ngoài ra, Hợp tác xã còn liên kết với công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang Anstecco trong việc tạo vùng nguyên liệu xoài keo phục vụ cho chế biến. Xoài keo được huyện An Phú xác định là nhóm sản phẩm chủ lực của huyện với giá trị kinh tế cao, được định hướng chuyển đổi mạnh mẽ trong thời gian qua. Đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích kênh trái của huyện khoảng 2.061 ha. Chương trình xin được tiếp tục với phần nội dung chính ngày hôm nay. Thưa quý vị, ở nền kinh tế nông nghiệp tuần hoàn gắn với tăng trưởng xanh, phụ phẩm trong nông lâm thủy sản phải được xem là nguồn tài nguyên tái tạo chứ không phải là chất thải. Nguồn nguyên liệu này cần được xem là đầu vào quan trọng kéo dài chuỗi giá trị gia tăng trong nông nghiệp. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trung bình tổng khối lượng phụ phẩm mỗi năm của Việt Nam là gần 160 triệu tấn. Theo các chuyên gia thì việc thu gom, tái sử dụng các loại phụ phẩm trong nông nghiệp bao gồm chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản và lâm nghiệp không chỉ là giúp giảm phát thải khí nhà kính mà còn giúp nông dân có cơ hội làm giàu. Và với khoảng 160 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp mỗi năm, nếu như toàn bộ được trở thành nguồn tài nguyên tái tạo thì sẽ không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế mà còn cả về môi trường nông nghiệp. Trước sự phát triển của khoa học công nghệ, thị trường hiện nhiều những phế phụ phẩm trong nông nghiệp đã được các doanh nghiệp, trang trại, nông dân tận dụng lại, đưa nó trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào quan trọng trong sản xuất nông nghiệp hay nhiều các lĩnh vực khác. Để đẩy mạnh việc tận dụng phụ phẩm trong nông nghiệp vào thực tế, ngành nông nghiệp đã tổ chức các hoạt động kết nối, xúc tiến thị trường cho lĩnh vực này, đặc biệt là với ngành chăn nuôi.
sản xuất 5.000 tấn thức ăn chăn nuôi mỗi năm, xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới. Điều đặc biệt là hàng nghìn tấn thức ăn chăn nuôi này được sản xuất từ bã mía, bã mì, vỏ đậu phộng và lõi ngô, cùng nhiều phế phụ phẩm nông nghiệp. Tại sự kiện Livestock Việt Nam 2024, gian hàng trưng bày sản phẩm thức ăn chăn nuôi từ phụ phẩm nông nghiệp đã thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan bởi chúng được sản xuất từ những phế phụ phẩm nông nghiệp vốn dĩ trước kia chỉ bỏ đi. Những cái phế phẩm đó thì trước đây là mình bỏ hết và không sử dụng, thì bây giờ là tận dụng tất cả mọi điều đó, thì từ cái sản phẩm, ví dụ như cái giá thành trên thị trường của một ký nguyên liệu nó là 10.000 thì của mình nó tầm khoảng là 7.000. Để giúp bà con chăn nuôi tiết giảm chi phí sản xuất, doanh nghiệp này mang đến nhiều giải pháp giúp cho người dân tự sản xuất thức ăn chăn nuôi. Với cách làm này, bà con có thể tiết kiệm được 250.000 đồng tiền thức ăn trên một con heo, trong khi cân nặng và chất lượng thịt vẫn được đảm bảo. Nhiều sản phẩm, mô hình, công nghệ mới trong chăn nuôi của nhiều quốc gia cũng đã được giới thiệu tại sự kiện lần này. Tôi đem tới cái sản phẩm đó là premix tổng hợp, là bà con chăn nuôi tự sản xuất cám. Thì cái quá trình tự sản xuất cám đó nó giảm đi chi phí rất là nhiều so với lại một cái cám hỗn hợp ở các cái công ty đã làm sẵn. Đây là cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp trong nước để tiếp cận được cái thiết bị công nghệ để làm sao mà cho cái ngành chăn nuôi của Việt Nam mình càng ngày càng phát triển. Nhiều sản phẩm, mô hình, công nghệ mới trong chăn nuôi của nhiều quốc gia cũng được giới thiệu tại Livestock Việt Nam 2024 lần này. Để đáp ứng nhu cầu chăn nuôi tăng trưởng liên tục trong nước, năm 2023, Việt Nam đã nhập khẩu 5 tỷ đô la Mỹ thức ăn chăn nuôi và 1,26 tỷ đô la Mỹ đậu tương tại các thị trường chính như Brazil, Mỹ, Canada, Campuchia. Những giải pháp mới về sản xuất thức ăn chăn nuôi tại sự kiện lần này mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp phát triển ngành thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. Trong cái tình hình mà cái bối cảnh chăn nuôi nó đang gặp rất là nhiều các cái thách thức về giá cả, về nguyên liệu, rồi về các cái dịch bệnh đó, thì cái Livestock đợt này đó đưa ra những cái chủ đề, thứ nhất là về an toàn sinh học, cái thứ hai là quảng bá cho làm sao cho cái ngành chăn nuôi sắp tới đó nó có một cái phục hồi hơn. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trung bình tổng khối lượng phụ phẩm mỗi năm của Việt Nam là gần 160 triệu tấn, trong đó có khoảng 90 triệu tấn phụ phẩm sau thu hoạch từ cây trồng, từ quá trình chế biến nông sản của ngành trồng trọt, chiếm 56,2%, 62 triệu tấn phân gia súc gia cầm từ ngành chăn nuôi, chiếm 38,7%, 6 triệu tấn từ ngành lâm nghiệp, chiếm 3,7%, gần 1 triệu tấn từ ngành thủy sản, chiếm 0,6%. Tuy nhiên, trong lĩnh vực chăn nuôi mới chỉ tận dụng được 23% chất thải để sản xuất phân bón hữu cơ, còn lại đang bị bỏ phí, chưa được sử dụng để cung cấp nguyên liệu đầu vào cho trồng trọt, chăn nuôi theo chuỗi liên kết tuần hoàn. Liên quan đến vấn đề này, thì Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cho biết cần phải có những chính sách khuyến khích đầu tư chế biến và áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, cùng với đó là nâng cao hiệu quả nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ trong chế biến phụ phẩm nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đang xây dựng hoàn thiện và nhân rộng các mô hình nông nghiệp 4F như là thức ăn, trang trại, thực phẩm và phân bón hữu cơ, quy trình nông nghiệp tuần hoàn, hở hoặc là kín để có cơ sở thực hiện việc tiêu thụ các sản phẩm là phụ phẩm nông nghiệp trong thời gian tới. Cùng với ngành nông nghiệp thì hiện nay nhiều đơn vị cũng tích cực tổ chức những cuộc thi khởi nghiệp xanh, thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, trong đó có việc hưởng ứng tái sử dụng phụ phẩm trong nông nghiệp. Mới đây thì Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA vừa phát động và triển khai chương trình khởi nghiệp xanh và cuộc thi khởi nghiệp xanh phát triển bền vững lần thứ 10 năm 2024. Chương trình khởi nghiệp xanh đã tạo nên hệ sinh thái khởi nghiệp trong cả nước với gần 1.000 mô hình khởi nghiệp. Đội ngũ doanh nông trẻ với khả năng nhạy bén, linh hoạt đã khai thác, nâng tầm và gia tăng giá trị hàng trăm sản phẩm nông nghiệp từ tài nguyên bản địa. Những sản phẩm này đạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp xanh năm 2023 và được người tiêu dùng trong và ngoài nước đón nhận. Điều đặc biệt là chúng được sản xuất từ sơ mướp, một loại phụ phẩm tưởng chừng như giá trị thấp, thậm chí còn bị bỏ đi. Thế nhưng với anh Đỗ Đăng Khoa ở tỉnh Đồng Tháp, chúng đã vươn lên một tầm cao mới khi trở thành vật liệu tiềm năng trong xu hướng khởi nghiệp xanh, tiếp nối truyền thống của gia đình trong kinh doanh thủ công mỹ nghệ theo hướng thân thiện với môi trường. Từ những cuộc thi khởi nghiệp xanh như vậy cho ra những cái thế hệ doanh nông trẻ có thể tiếp nối được thế hệ cha ông trước và có thể sử dụng những nguồn lực, những cái sự phát triển về công nghệ để phục vụ vào nông nghiệp của mình, tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn, có thể sánh ngang với các cường quốc về nông nghiệp trên thế giới.
Bước ra từ cuộc thi khởi nghiệp xanh, rất nhiều những thanh niên trẻ khởi nghiệp với nông nghiệp ngày nào giờ đã là những doanh nông, thành công mang sản phẩm của mình ra quốc tế. Mật hoa dừa, mật dừa nước, bột rau, tương ớt, sản phẩm từ sơ mướp, vốn là những sản phẩm bình dị, nay đã được nâng tầm. Điểm chung là sản phẩm từ các dự án khởi nghiệp của những người trẻ này đến hướng phát triển xanh, bền vững, gắn kết con người với tự nhiên, tạo sinh kế cho người lao động. Mình thấy rõ ràng là các bạn lớn lên thì giải thưởng của giải nhất năm nay vẫn có một cái chương trình đưa các bạn đi nước ngoài, đưa ra thị trường nước ngoài. Còn những bạn khác thì mình tiếp tục đưa đi hội chợ, lễ hội, vân vân. Đó, rồi tham gia nhiều chương trình nữa, thì đó là cái hành trình của BSA 10 năm qua. Chương trình khởi nghiệp xanh được thiết kế để phát triển khả năng kinh doanh nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm của các nông dân trẻ, tăng cường đội ngũ doanh nhân theo hướng kinh tế xanh, phát triển bền vững, khuyến khích sự đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trẻ trong các lĩnh vực của nền kinh tế xanh, tạo tác động xã hội. Nhờ vào cái cuộc thi gắn liền với việc khai thác các giá trị tài nguyên bản địa thì chúng ta không lãng phí cái nguồn tài nguyên. Rất là nhiều cái mặt hàng nông nghiệp và những cái phụ phẩm của nông nghiệp đã được đưa vào chế biến ở nhiều cái khâu và nhiều cái trải nghiệm cũng như những cái dịch vụ hàng hóa khác nhau. Đó là cách để cho chúng ta tận dụng tối đa cái nguồn lực sẵn có về các cái thành phần cấu thành nên các loại cây trồng cũng như là các cái câu chuyện liên quan đến các cái nghề truyền thống. Tỷ lệ tăng trưởng số lượng dự án hoặc mô hình tham gia vào hệ sinh thái doanh nghiệp khởi nghiệp BSA đều đặn từ 15 đến 20% một năm. Năm nay, cuộc thi khởi nghiệp xanh đã chính thức khởi động và được chia làm hai bảng, tổng giá trị giải thưởng là hơn 760 triệu đồng. Cuộc thi gồm 3 vòng, xét chọn, bán kết và vòng chung kết tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2024. Tiếp tục chương trình sẽ là phần tin về nhu cầu mua và bán nông sản tại thị trường trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, trong những năm gần đây thì cá ngừ luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu hải sản và nhóm mặt hàng có giá trị lớn thứ 3 trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Cá ngừ tập trung chủ yếu là ở miền Trung Việt Nam và trung tâm của Biển Đông. Sản lượng cá ngừ của Việt Nam ước đạt hơn 600.000 tấn, trong đó thì cá ngừ vằn là loài khai thác chính, chiếm hơn 50% tổng nguồn lợi cá nổi. Với chất lượng vượt trội thì hiện cá ngừ Việt Nam đã chinh phục được hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam tính đến hết tháng 2, xuất khẩu các nhóm mặt hàng cá ngừ của Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ. Trong đó thì xuất khẩu nhóm mặt hàng cá ngừ đóng hộp tăng mạnh 53%, tỷ trọng xuất khẩu cá ngừ đóng hộp trong tổng kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam cũng nhờ đó ngày càng tăng. Với nhiều công dụng như là có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng năng lượng, hỗ trợ chăm sóc da, tăng số lượng tế bào máu đỏ, cá ngừ Việt Nam đang ngày càng được thị trường quốc tế ưa chuộng. Chuyên gia thị trường cá ngừ của VASEP cho biết, năm nay các doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã nỗ lực mở rộng thị trường ngay từ đầu năm. Trong 2 tháng qua, thì các sản phẩm từ cá ngừ đã được xuất sang hơn 80 thị trường, trong khi năm ngoái là 70 thị trường. Cũng liên quan đến mặt hàng thủy sản thì hiện nay cua Việt Nam đang ngày càng được Trung Quốc ưa chuộng và tăng mua. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, 2 tháng đầu năm nay, Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore đều tăng đột phá nhập khẩu cua sống từ Việt Nam, góp phần quan trọng đưa tổng kim ngạch xuất khẩu cua ghẹ sống của Việt Nam tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2023, đạt 11,3 triệu đô la Mỹ. Trung Quốc lục địa là thị trường tiêu thụ chính sản phẩm cua ghẹ sống của Việt Nam, chiếm 82% giá trị xuất khẩu đi các thị trường, với kim ngạch tăng mạnh nhất gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái và đạt trên 9,2 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu là cua bùn sống. Xuất khẩu cua bùn sống hay còn gọi là cua xanh và ghẹ sống sang Hồng Kông, Trung Quốc đã tăng gấp 2,2 lần, đạt trên 1,6 triệu đô la Mỹ trong 2 tháng qua, chiếm 14% tổng xuất khẩu cua ghẹ sống của Việt Nam. Mặc dù là kim ngạch còn khiêm tốn, nhưng Singapore cũng có nhu cầu nhập khẩu cua sống của Việt Nam tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái và là thị trường lớn thứ 3 sau Trung Quốc và Hồng Kông. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thị trường Nông sản của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.